Xin chào tất cả các anh chị. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyệt, nhân viên hợp tác xã Rau Phúc Sen. Hôm nay thì em mang đến cho các anh chị bốn em dao mèo, có từ size nhỏ này, size vừa và bản size to. Đấy, đầy đủ size để các anh chị mình có thể lựa chọn nhé. Ở đây thì em sẽ giới thiệu đến các anh chị đầu tiên, đấy là một cây dao mèo bản nhỏ đi ạ. Một cây dao mèo mini bản nhỏ, hay thường được các anh gọi là dao đi câu. Cây này thì sẽ có chiều dài lưỡi là 15cm, bản rộng ở đây sẽ rơi vào khoảng 3,5. Và sống dao sẽ dày 3 ly nha các anh chị ơi. Phát điều về phần lưỡi ạ. Cán này thì sẽ là cán gỗ cẩm chỉ, khâu và chốt là đồng thau, đồng vàng đấy ạ. Rất là sáng dao này. Đó, gỗ cẩm chỉ thì vân nó sẽ lên rất đẹp hơn so với những cái bản cán mun. Nên là nhiều anh hay hỏi em là muốn làm cái dáng như thế này, nhưng mà là cán mun, mà mun thì nó lại không lên được vân đều và đẹp như thế này. Đó, thì ở đây thì cây này thì đang có giá là 580.000 nhá. 580.000 một cái em này. Đó, khâu và chốt là đồng thau này, rất là chắc chắn ạ. Đây, vỏ đây ạ. Đấy, vỏ em này cứ phải gọi là xuất sắc. Các anh chị nhìn này, nó cũng tùy theo lô gỗ thôi, không phải là lô nào nó cũng như nhau đâu. Đó, 580 này, em sẽ bỏ vào để các anh chị có thể nhìn rõ hơn. Anh nào mà hay đi câu, đi phượt hoặc là mình đi cắm trại, mình muốn những cái mẫu nhỏ, những cái mẫu dao nhỏ, những cái mẫu dao mini để gọt hoa quả này. Ngoài ra thì mình có thể thái cá, lọc cá được luôn. Cái cây này thì nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà cái bản nó sẽ dày 3 ly. Dày 3 ly nên mình có thể là mình thái cá, mình lọc cá, ngoài ra mình thái thịt đều được các anh chị nhá. Đấy, bởi vậy mình nói là một em mèo mini mà rất là đa năng. Cái này thì đang có giá là 580 nha các anh chị ơi. 580.000 ạ. 580.000 một cái em mèo size 15. Tiếp theo thì ở đây thì em sẽ có một cái size bản nó sẽ to hơn một chút, đấy là size 20. Size này thì đây, cái này là hai mèo 20 NCD ạ. Mã là M20 NCD. Cái này thì hiện tại đang có giá là 620.000. 620.000 một cái em mèo như thế này. Chỉ về cái phần chiều dài lưỡi này, nó sẽ là 20cm. Bản rộng ở đây sẽ rơi vào khoảng 3,5-4cm thôi. Ở đây thì cán này sẽ là cán gỗ cẩm chỉ. Và lưỡi của cái bản của nó này, đây các anh chị có thể thấy này, nó sẽ hơi vát một chút này. Đó, đây nó sẽ hơi vát này. Hơi vát so với những cái mẫu dao bản vuông, bản truyền thống thì nó sẽ là cán tra, cán thẳng đấy. Đấy, nó cũng cách điệu đi một chút để mình nhìn nó sẽ đẹp hơn, hài hòa hơn với so với những cái vỏ như thế. Đấy, cái này thì mình sẽ chặt cây này, chặt củi này, quất cành, chẻ ngọn đều được nha. Ngoài ra thì những cái bản dao mèo ấy, mình có thể mình thái được thịt luôn. Thái thịt này, rồi làm lòng gà, lòng mề này. Đó, rất là tiện này. Đấy, một em như thế này thì hiện tại đang có giá là 620.000 ạ. 620.000. Đây, vỏ này cũng sẽ là vỏ nhọn nha các anh chị ơi. Đó, vỏ nhọn ạ. Đây, ở đây thì sẽ có thêm một cái điểm G này. Ở đây sẽ có thêm một cái điểm G để khi mình đi đâu chơi xa thì mình có thể là mình tết dây vào cho nó đẹp này. Ngoài ra thì mình có thể mình dắt bên hông để đi thì rừng, đi rừng này, đi chơi này thì nó cũng sẽ rất là tiện. Đó, ngoài ra thì khi mà mình bỏ vào bao như thế này. Đấy ạ. Khi mà mình bỏ vào bao như thế này thì nó an toàn này. An toàn này, không mình bỏ vào ba lô thì nó cũng rất là tiện, nó không tốn quá nhiều diện tích và nó cũng không làm hỏng đồ đạc của mình. Đó. Một cái em như thế này. 620 nha các anh chị ơi. Đó, đây ạ. Đấy, cái dáng nhọn nhìn dáng nó sẽ khỏe khoắn, trẻ trung hơn so với những cái bản vuông. Đó, ở đây thì tiếp theo thì em sẽ có một size 23 bản vừa. Nếu anh chị nào mà mình không thích những cái bản nó quá nhỏ hoặc là những cái mẫu nó quá to như size 28 thì mình có thể lựa chọn cái mẫu size 23 này nhá. Cây này thì sẽ có chiều dài lưỡi là 23cm ạ. Bản rộng ở đây sẽ rơi vào 4cm này. Đó, khâu và chốt này đều là đồng thau nha. Khâu và chốt là đồng thau ạ. Cán này cũng sẽ là cán gỗ cẩm chỉ. Gỗ cẩm chỉ thì nó sẽ tùy theo lô, lô đậm, lô nhạt thì cũng tùy theo lô gỗ thôi. Đó, cũng tùy là nhiều cây thì màu nó sẽ lên nhạt hơn, nhiều cây thì vân nó sẽ đậm hơn. Đấy, nếu anh chị muốn là mình sở hữu trong tay những cái siêu phẩm như thế này thì có thể là alo gọi cho em sẽ để lại và em sẽ chọn và gửi cho anh chị đúng những cái mẫu mà anh chị thích. Đó. Cái này thì mình có thể là mình chặt gà vịt được luôn này, chặt gà vịt chín này, ngoài ra thì mình thái được này, gọt rau củ này. Đó, một cái bản vừa như thế này. Dao mèo thì size từ size 20 là mình có thể chặt cây được luôn rồi. Đấy, em sẽ bỏ vào cán để bỏ vào vỏ để các anh chị có thể nhìn rõ hơn cái sản phẩm này các anh chị nhá. Đây ạ, một em mèo size 23. Đó, nhìn cái dáng rất là trẻ trung, rất là khỏe khoắn này. Đấy, anh chị nào mà mình yêu những cái bộ môn đi cắm trại này, đi rừng, đi phượt này
thì mình có thể tham khảo những cái mẫu như thế này nhá. Ở đây thì em có thêm một em mèo size 28 bản to. 28 bản to, bản to nhất bên em luôn đấy ạ. Ở đây thì mèo em này sẽ có size là 28 và chiều dài lưỡi sẽ rơi vào 28cm này. Bản rộng ở đây sẽ rơi vào khoảng 5cm. Và ở đây sống dao sẽ dày 5 ly nha, và vát đều về phần lưỡi, các anh chị có thể thấy này. Đó, những cái mẫu dao như thế này thì mình sẽ chuyên để chặt những cái chặt cây, chặt củi này. Những cái bản như thế này thì mình có thể mình chặt được tre luôn. Đấy, chặt được tre luôn, chặt gà vịt này. Đó. Đây ạ, có thể chặt gà vịt được luôn, những cái bản như thế này. Những cái bản to như thế này, nếu anh chị nào mà mình chặt cây to ấy thì mình nên chọn những cái mẫu to như thế này. Khi mà mình đi chơi, đi rừng hoặc là mình lên nương ấy, mình dùng những cái mẫu to thế này, mình phát quang thì nó sẽ nhanh hơn so với những cái bản nhỏ. Bản nhỏ thì khi mà mình chặt ấy thì nó sẽ bị mất sức nhiều hơn này. Chặt nó sẽ bị lâu hơn và mất thời gian hơn của mình. Đó, thì mình có thể là lựa chọn sang cái 2 size 28 này các anh chị nhá. Đây ạ, vỏ cũng sẽ là vỏ nhọn này. Vỏ cũng sẽ là vỏ nhọn. Và ở đây thì đây. Vỏ cũng sẽ là vỏ nhọn nha các anh chị ơi. Đây ạ. Đó. Mỗi cây thì sẽ lên một vân khác nhau này. Dạ. Đây. Đây ạ, lưỡi dao đây ạ. Cái này thì hiện tại đang có giá là 750 nha các anh chị ơi. 750 một cái em mèo 28 LCD. 28 LCD ạ. Đó, em sẽ bỏ vào vỏ để các anh chị có thể nhìn rõ hơn này, để mình cũng có thể là mình xem rồi mình dễ dàng, để mình dễ dàng lựa chọn hơn. Đây ạ. Đó, ở đây thì em có 4 em mèo đầy đủ size, size 15, size 20, size 23 và size 28. Cũng tùy vào nhu cầu sử dụng của mình thôi, thì anh chị mình có thể là mình cân nhắc và mình tham khảo thêm để mình có thể là lựa chọn được một con dao phù hợp và ưng ý theo ý của mình. Nếu anh chị muốn là chọn những cái cây vân đẹp này, vân đẹp, cán đẹp này, mình như muốn những cái em mà vân nó đẹp kiểu để mình ít dùng thì mình treo lên trang trí ấy, thì mình có thể là truy cập vào website của bên em là HTX Dao Phúc Sen hoặc là daophucsen.vn. Anh chị cũng có thể là kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho em theo số 0987240733 để được gọi video để mình có thể lựa chọn trực tiếp nha. Hoặc là các anh chị có thể là để lại giúp em số điện thoại ở dưới thì em sẽ liên lạc lại cho các anh chị trong thời gian sớm nhất. Hôm nay thì em xin phép tạm dừng clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những clip sau nhé. Xin chào.